Nhìn vào bức tranh bóng đá Anh hiện tại, sự thống trị của nhóm tứ đại gia xưa kia bao gồm Manchester United, Arsenal, Chelsea và Liverpool dường như chẳng thay đổi là mấy. À nhưng mà khoan đã, tại sao số lượng màu đó nó lại ít hơn một đơn vị thì phải? Đây thì vẫn là thành Manchester, nhưng mà trông logo nó lạ lắm. Có đích thị không phải là quỷ đỏ rồi. Manchester United từng là tượng đài khổng lồ dưới thời Sir Alex Ferguson. Giờ đây, họ không còn giữ được vị thế ấy nữa. Thay vào đó, Manchester City đã nổi lên như một thế lực mới nhờ vào sức mạnh tài chính từ các ông chủ dầu mỏ và cách làm bóng đá bài bản chuyên nghiệp. Trong khi đó, Arsenal, Chelsea và Liverpool vẫn giữ vững phong độ và duy trì sức cạnh tranh ở nhóm đầu bảng. Cách đây chỉ hơn một thập kỷ, cái tên Manchester United vẫn là biểu tượng của sự thống trị bóng đá Anh. Họ không chỉ sở hữu những huyền thoại sống như là Ryan Giggs, Paul Scholes, mà còn là nơi phát hiện những tài năng trẻ tiềm năng như Cristiano Ronaldo để rồi bừng sáng thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Thời kỳ ấy, quỷ đỏ gần như không có đối thủ tại giải ngoại hạng với chuỗi thành tích vô địch ấn tượng và liên tục góp mặt tại Champions League. Nhưng sau khi Sir Alex Ferguson từ giã sự nghiệp, đội bóng rơi vào một giai đoạn suy thoái mà cho đến nay thì người hâm mộ cứ phải suốt ngày ca thán, cứ phải nghĩ về ngày xưa bởi vì thực tại bây giờ nó khắc nghiệt quá. Trận thua 0-3 trước Tottenham Hotspur ngay tại Old Trafford gần đây là một minh chứng rõ ràng cho những khó khăn mà Manchester United đang gặp phải. Trong cơn mưa tại nhà hát của những giấc mơ, đội bóng của Erik ten Hag đã bị vùi dập. Cổ động viên đã phải bỏ về sớm trong tiếng cười nói của những khán giả đội khách. Thêm vào đó thì việc đội trưởng Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ vì một pha phạm lỗi thô bạo chỉ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những người hâm mộ quỷ đỏ chắc chắn là cảm thấy thất vọng, nhưng dòng cảm xúc của họ thì khó mà xuống sâu hơn được nữa. Bởi đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này đội bóng của họ trình diễn một lối chơi thiếu sức sống và không hiệu quả. Một đội bóng với bề dày truyền thống như là Manchester United nhưng giờ đây thì lại đang đứng giữa bảng xếp hạng, cách xa nhóm tứ đại gia xưa kia là điều khó mà chấp nhận. Manchester United đang đứng ở đâu? Xin thưa là đứng thứ 12 với 7 điểm trong tay và chỉ nhiều hơn Bournemouth 2 điểm sau vòng 6 này. Từ thứ 12 lên thứ 4 cách nhau tới 6 điểm và đội bóng đứng thứ 4 thì đang là đại gia Chelsea. Chuyện gì xảy ra ở vòng gần nhất để họ chính thức bước chân vào top 4 đây? Chelsea cũng đang có những bước tiến tích cực dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca. Những bước tiến chắc chắn khó có thể cưỡng lại. Họ vừa giành được chiến thắng 4-2 trước Brighton trong một trận đấu mà Cole Palmer đã làm nên lịch sử với cú hat-trick chỉ trong vòng 9 phút. Điều này không chỉ giúp Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm mà còn đưa họ vươn lên top 4 trên bảng xếp hạng. Dù thời gian qua, Chelsea đã trải qua nhiều biến động về mặt nhân sự cũng như chiến thuật, nhưng có vẻ như họ đã tìm được sự ổn định nhất định. Sự xuất sắc của các siêu sao Palmer và sự trở lại của những trụ cột quan trọng như Nicholas Jackson đã giúp Chelsea tiếp tục cạnh tranh song phẳng trong cuộc đua tại Premier League, cụ thể là top 4. Anh lạnh tỏa sáng điên rồ, trở thành nguồn cảm hứng của cả đội và nhìn cái cách mà Jadon Sancho, một cầu thủ đang được United cho mượn với mong muốn bán đứt, tỏa sáng liên hồi thì có thể thấy là nỗi đau nhân lên nhiều lần thế nào với quỷ đỏ. Trái ngược một cách hoàn toàn với tình hình hiện tại của Manchester United, Arsenal dưới thời Mikel Arteta thực sự là ông kẹ của hiện tại chứ không thể khác được. Trận thắng kịch tính 4-2 trước Leicester City ở vòng đấu gần nhất là minh chứng cho thấy họ biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn với khả năng tạo làm chủ phút cuối sau trận hòa đáng tiếc trước City với Gabriel Martinelli và Leandro Trossard tỏa sáng và sau đó là những nỗ lực phút cuối của Kai Havertz. Arsenal vẫn giữ vững vị trí trong top đầu bảng và thậm chí còn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Một lần nữa, người hâm mộ lại được chứng kiến một Arsenal mạnh mẽ như những năm đầu thế kỷ 21, thời kỳ của Thierry Henry và Patrick Vieira. Và khi nhìn vào thống kê thì thậm chí là họ còn ghê gớm hơn nữa. Tính từ mùa giải 2003-2004 đến nay, đây là trận đấu đầu tiên chứng kiến Arsenal tung ra tới 36 cú dứt điểm, cũng là kỷ lục kể từ đó. Thành tích cuối mùa trước của thầy Tạ và các học trò cũng rất khả quan, và giờ thì họ sẵn sàng sử dụng nghệ thuật hắc ám để đưa đội bóng tiến đến những điểm số tối đa. Nước đi này là phù hợp, và cái duyên thì chắc ở rất gần với Mikel Arteta và các học trò rồi, khi mà Man City vẫn còn những giai đoạn không được thăng hoa đầu mùa bóng như thường lệ. Đội bóng đứng thứ hai bằng điểm với Arsenal là 14, nhưng hơn về hiệu số, Manchester City với 4 chức vô địch Premier League liên tiếp thì không dễ để bất cứ đội bóng nào mơ về khả năng cạnh tranh với họ cả. Họ vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có chăng thì hai trận hòa liên tiếp đã dấy lên một số câu hỏi về phong độ của đội bóng này. Trận hòa 1-1 trước Newcastle United
với bàn thắng duy nhất của Anthony Gordon từ chấm phạt đền, cho thấy rằng Man City sẽ tiếp tục cần những sửa đổi. Erling Haaland đã có 10 bàn thắng trong mùa giải này, đã không thể ghi bàn ở trận gần nhất, mặc dù đã có 5 cú sút. Còn thủ thành Ederson thì đã phải chịu nhiều quả phạt đền hơn bất kỳ thủ môn nào khác trong giải đấu này với 6 quả và không thể cản phá bất kỳ quả phạt đền nào. Tuy nhiên, giai đoạn nửa đầu là thời điểm mà Pep cũng bộc bạch trên truyền thông là họ được phép mắc sai lầm. Và để xem để sau vòng 19, Pep sẽ đem tới cho người hâm mộ bất ngờ gì để một bước lên đầu bảng và tiến đến ngôi vương đây. Còn dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này là Liverpool với 15 điểm có được, bất chấp đầu mùa họ còn bị nghi ngờ về khả năng đua vô địch. Mặc dù Jurgen Klopp đã rời khỏi ghế huấn luyện viên sau một thời gian dài gắn bó, nhưng người kế nhiệm Arne Slot đã nhanh chóng đưa lữ đoàn đỏ trở lại với đỉnh cao. Chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton nhờ pha sút phạt đền quyết định của Mo Salah đã giúp Liverpool vượt qua Manchester City để chiếm giữ ngôi đầu bảng. Với lối chơi pressing đặc trưng cùng với sự sáng tạo từ Salah và các ngôi sao khác như Diogo Jota và Ibrahima Konate, Liverpool đang là đội bóng có cơ hội lớn để thách thức mọi danh hiệu. Và có vẻ sự thống trị của họ vẫn ở đây, không thể bị lay chuyển. Manchester City, Arsenal, Chelsea và Liverpool chính là diện mạo mới cho nhóm tứ đại gia ở Premier League kể từ sau năm 2010. Cái tên Manchester United từng là biểu tượng của nhóm này, giờ đây lại bị thay thế bởi người hàng xóm giàu có là Man City. Trong hơn một thập kỷ, Manchester City đã tận dụng tốt nguồn lực tài chính khổng lồ để xây dựng một đội bóng mạnh mẽ, chinh phục từ Premier League cho đến Champions League. Bây giờ có chăng là những cáo buộc vi phạm công bằng tài chính mà tòa án đang xử sẽ gây ra được vấn đề cho Pep cùng với các học trò thôi. Còn nếu không thì ngay cả mùa giải này, họ cũng có khả năng hướng đến chức vô địch thứ 5 liên tiếp. Sự thay đổi về quyền lực trong nhóm tứ đại gia cũng phản ánh phần nào bức tranh toàn cảnh về sự biến động trong bóng đá hiện đại. Thị trường chuyển nhượng ngày càng trở nên sôi động hơn và những ông chủ giàu có không tiếc tiền, đặc biệt từ các quốc gia vùng vịnh, đã và đang đổ rất nhiều lực vào bóng đá Anh, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Cuộc chạy đua tiền tài từng chứng kiến thế đơn phương độc mã của United cho đến khi Chelsea, Man City và gần đây nhất là Newcastle phá bỏ. Và khi họ không biết sử dụng thứ vũ khí tài chính hợp lý nhất, những gì đang xảy ra chính là hệ quả. Sự thống trị của Manchester United đã qua từ lâu, rất lâu. Và dù có một mùa chuyển nhượng rất ấn tượng với 5 bản hợp đồng cùng với một khoản tiền hậu hĩnh mở màn thời kỳ hóa dầu Ineos, Ten Hag cùng với các học trò vẫn gây thất vọng. Có lẽ sẽ sớm thôi, ba lãnh đạo sẽ ra quyết định và tương lai của thầy 10 thì đang lung lay hơn bao giờ hết. Lần này thì có thể là họ sẽ không chờ đợi ông tạo ra một phép màu trong trận chiến cúp để giữ ghế nữa. Bởi vì với từng đó nguồn lực và niềm tin, tất cả những gì mà United đem tới cho người hâm mộ là sự thất vọng, đậm sâu hơn nữa thì là sự nhục nhã. Đá không ra hồn, đá không bản sắc trong một ngày mà trời đổ mưa nặng hạt, như khóc than cho sự bất hạnh của những fan hâm mộ có mặt ngày hôm đó. Viễn cảnh bỏ về, cúi gằm mặt và chẳng nói lên được câu nào, đó từng là điều quen thuộc của những đội bóng thành London. Và giờ, nó thuộc về United qua từng mùa giải, qua từng triều đại của các chiến lược gia. Chẳng ai có thể biết kịch bản trong mơ của United trở lại mạnh mẽ sẽ trông như thế nào nữa. Cứ đá như thế này, chẳng có hy vọng nào cả đâu.